và nhiều. Nữ Liên cũng không ngờ là hôm nay có một ngày thành công như vậy, mặc dù trời rất là nắng nóng. Rất cảm ơn sự có mặt của quý vị ạ. Thank you so much. Từ phương xa nhìn về quê hương, đất nước tôi sau 4.000 năm, ai năm qua nay không còn, hoang trường xa nay không còn, mẹ Việt Nam. Đừng làm ngơ, chịu con tim.